Trở lại với giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019, giải đấu đã trở thành người bạn. Thì trong lần đầu tiên tới Quảng Nam, giải đấu tiếp tục mang tới bầu không khí lễ hội tại đây, không chỉ trong mà còn cả ngoài sàn đấu. Và hãy cùng chúng tôi đến với trận giao hữu đặc biệt giữa các cô gái của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với đội bóng chuyền nữ của huyện Quế Sơn của tỉnh Quảng Nam. Hôm nay, Trung tâm Văn hóa huyện Quế Sơn vui như hô là địa phương có phong trào bóng chuyền phát triển mạnh nhất tỉnh Quảng Nam. Người dân ở đây đặc biệt hâm mộ môn bóng chuyền. Ngay khi có mặt, các thành viên của đội tuyển Việt Nam không khó để cảm nhận được tình cảm mà mọi người dành cho mình. Mọi người vỗ tay không ngừng để chào đón các cầu thủ. Mỗi pha bóng trên sân đều được chăm chú theo dõi. Tất cả những khoảng không gian đều được tận dụng. Người đứng sau thì sẽ bắc ghế để nhìn rõ hơn. Những người may mắn có thêm những chiếc quạt. Còn những người ở sang đến set 2 thì hai phần sân đều có thành viên của hai đội. Các thành viên của đội tuyển Việt Nam khá hào hứng. Em thấy là rất là sôi nổi. Thấy mọi người ở đây rất là như là nhiệt tình nhé. Coi mọi người thi đấu rồi nên là không khí như là vui vẻ. Một trận đấu để lại nhiều kỷ niệm với ban tổ chức.